Chào đón quý vị lại đến với chuyên mục giáo dục. Thưa quý vị, cuộc sống ngày hôm nay thì phát triển hơn rất là nhiều và những bậc phụ huynh cũng dành rất là nhiều tình thương và thời gian để có thể chăm sóc những bé yêu của mình. Và thông tin thì có mọi lúc mọi nơi, chúng ta có thể truy cập trên website này, internet, hay là chúng ta có thể có rất là nhiều kênh truyền hình để có thể hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thông tin giúp cho các bé yêu của chúng ta phát triển hơn rất là nhiều về thể chất cũng như về tinh thần, cũng như là về giáo dục cộng đồng trong xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài này các bạn nhé. Ý thức cộng đồng có thể hiểu là tổng quan những quan điểm, tư tưởng, học thuyết, cách hành xử, thể hiện thái độ của con người, các nhóm xã hội đối với cộng đồng. Nói cách khác, đó là sự quan tâm hay cách cư xử của con người, tổ chức với cộng đồng xung quanh. Ở Việt Nam, ý thức cộng đồng chưa cao, thế nên vẫn có chuyện xả rác bừa bãi, chen lấn, xô đẩy, bôi vẽ lên tường, khạc nhổ, tiểu tiện nơi công cộng, làm xấu môi trường chung. Từ mấy chục năm nay, cái việc giáo dục trẻ em trong gia đình và ở nhà trường rất kém. Mấy em được học những cái bài học thuộc lòng về đạo đức hay là về công dân, nhưng mà các em không có thực hành. Muốn cho người ta xác tín, muốn cho người ta hành sau khi học, là cái cách giáo dục nó phải có sự tham gia chủ động của người học. Và không phải là chỉ ở đây chúng ta mới giáo dục kỹ năng làm cha mẹ. Ở tất cả các nước bây giờ, cha mẹ phải được học làm cha mẹ, là vì đời sống càng ngày càng phức tạp. Và trẻ thì tiếp cận với vô số những cái thông tin rất là đa dạng và có khi là không tốt cho nó. Cho nên cha mẹ phải được học hỏi để theo kịp mà giáo dục con mình cho hiệu quả. Một lớp học về đề tài giáo dục ý thức cộng đồng cho con được triển khai ở hội quán Đến Với Nhau tại quận Bình Thạnh do thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh đứng lớp. Lớp học thu hút gần 20 học viên là các bậc phụ huynh thực sự quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái. Chị tham dự cái lớp này ngay từ đầu, tại vì con của chị nó cũng đang ở cái tuổi teen á, là cái tuổi cũng khó dạy. Nên đôi khi mình dạy nó mình vẫn có hoang mang là mình có dạy như vậy có đúng hay không. Bởi vì tôi thấy cái lớp trẻ sau này về cái ý thức cộng đồng nó rất là kém. Ví dụ như đi ra ngoài đường mình thấy những nơi công cộng, tụi nhỏ nó xả rác rất là thoải mái, rất là bình thường. Thậm chí thật sự là nhiều khi thấy cha mẹ nó cũng làm như vậy. Và mình thấy vậy mình thấy rất là khó chịu, rất là khó chịu. Và mình rất muốn rằng cải tạo cái lớp nhỏ sau này đi, để cho những cái người khách nước ngoài hay người ta tới đây, người ta thấy mình tôn trọng đất nước mình thì người ta mới tôn trọng đất nước mình từ những hành vi nhỏ nhỏ như vậy thôi. Cái ý thứ nhất ấy, đấy là xuất phát từ cái tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Cái ý thứ hai ấy là nó xuất phát từ cái kiến thức nó thiếu cái phổ cập của cộng đồng đối với cái giáo dục trẻ con cái ở cái thời buổi bây giờ. Cái nữa là nó cũng là xuất phát từ cái gọi là cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp là gì? Là bà xã mình ấy, là làm trong cái lĩnh vực báo chí, nên bà xã cũng quan tâm, là sau đấy bà về và truyền đạt lại cái ý tưởng của cái lớp học này, thì mình cũng thấy hứng thú, mình cũng tham gia với bà xã cũng cho nó vừa vui lại vừa có ích. Ý thức cộng đồng thì là thực ra là mình học mình biết, thứ nhất là để mình có ý thức hơn, thứ hai nữa là để mình là thông qua đó mình có thể mình làm gương tốt cho con và có thể hướng dẫn cho con mình nhiều hơn. Tức là cái môi trường làm việc của mình là ngành y, thành ra mình tiếp xúc bệnh nhân nhiều, tiếp xúc với những cái bệnh tật chuyên ngành á, nên mình không có tiếp xúc nhiều với xã hội. Mình muốn đến đây để xem cách dạy, cách nói chuyện của các anh chị, các giảng viên như thế nào, và cũng học hỏi được thêm ở các bạn khác, các anh chị khác. Tiếp xúc một môi trường khác thì mình sẽ học được thêm những kiến thức về xã hội. Có ai thanh niên làm ơn nhường chỗ giùm cho bà bầu với bà già giùm đi. Không khí buổi học ngày càng nóng lên với những câu chuyện của những người trong cuộc được đưa ra chia sẻ một cách thẳng thắn. Càng sôi động hơn khi các bậc phụ huynh này được chia ra làm nhiều nhóm, và mỗi nhóm phải diễn lại những tình huống mà họ gặp phải hoặc nhìn thấy hàng ngày đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại.
Rõ ràng, bằng cách giáo dục chủ động và mang tính tương tác này, bên cạnh những vấn đề mà bản thân mình đang gặp phải, các học viên còn được lắng nghe, hiểu thêm về nhiều câu chuyện của nhiều học viên khác. Từ đó, họ có thể ghi nhớ lâu hơn và rút ra cho mình những bài học thực tế, rằng để có thể giáo dục ý thức cộng đồng cho con, để mong con sống tốt hơn, thì bản thân mỗi người trước hết phải là một tấm gương. Người ta khuyên mình đó là phải tập trẻ phụ mình. Ngay từ trẻ có chút xíu đã hiểu biết chút xíu, 1-2 tuổi là đã dạy cái đó rồi. Thứ nhất, thứ hai là dạy cho cháu giữ cái môi trường riêng của cháu đó, sạch sẽ. Dạy cho cháu bày đồ chơi ra rồi, biết dọn dẹp. Dạy cho cháu biết chia sẻ với các trẻ ở hàng xóm. Thành ra nghĩa là có thể là từ sinh ra từ chừng vài tháng đó, là cái cách mình nuôi và mình dạy đó là đã tạo ra cái ý thức cộng đồng. Với mình nghĩ chỉ là ở khuôn viên gia đình thôi, thì ở cô sẽ có khuôn viên nó ở rộng rãi hơn, ở một cái vấn đề về cộng đồng sẽ giúp cho nó phát tán ra, người này tới người khác, người này tới người kia. Thông qua lớp học này thì vợ chồng mình cam kết là gì, là sẽ nuôi dạy các cháu có ý thức cộng đồng hơn, dạy dỗ các cháu những công việc cụ thể, chẳng hạn như là yêu thương bố mẹ này, yêu thương bạn bè này. Đấy, rồi giúp đỡ những người có điều kiện không được bằng mình. Đấy. Là với bản thân chẳng hạn là hay hút thuốc thì sẽ hạn chế tối đa cái việc hút thuốc trước tập thể, trước cộng đồng. Cam kết là mình sẽ dạy con mình biết khen người ta sao cho đúng, hoặc là biết góp ý khi mà người ta làm sai mà vẫn tôn trọng và trên tinh thần xây dựng. Cho cháu đi ra ngoài đường mà mang theo thức ăn hay là gì, thì khi mà có chai, lọ hoặc là hộp sữa gì, khi cần phải vớt đi, thì nếu mà cần phải vớt, tôi nói các cháu rằng đi tìm cái thùng rác để mà vớt nó vào. Còn nếu không có nữa thì hãy giữ nó ở trong cặp của mình, hoặc giả là ở trong cái giỏ xe của tôi khi về nhà. Nếu các cháu đem đi vô thùng rác, các cháu quăng. Còn nếu không thì tôi sẽ làm chuyện đó. Và thường là ở nhà tôi làm chuyện đó để làm gương cho các cháu. Trước hết là mình phải làm gương được cho con mình. Thứ như là không vượt, mình đã lúc mà chở con thì không vượt đèn đỏ chẳng hạn, không có xả rác bừa bãi, hoặc là không khạc nhổ bừa bãi, đúng không? Hoặc là thứ như là mình tôn trọng, giữ gìn tài sản của công. Hoặc là thứ như trong cái trường hợp ở nhà thì tối thiểu mình cũng phải ráng mà tiết kiệm điện, tiết kiệm nước chẳng hạn. Thì chính mình phải làm gương trước và mình giải thích cho con mình hiểu, thì lúc đó mình sẽ thấy là nó sẽ có tác động hơn. Những thói quen xấu có thể được từ bỏ hay không? Những cam kết có được thực hiện hay không? Chỉ khi mỗi người biết tự ý thức và tự mình cố gắng, thế hệ con cháu mai sau của chúng ta từ đó mới có thể tiến bộ hơn. Thưa quý vị, qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng các bậc cha mẹ ngày hôm nay đã ý thức được cái việc là đầu tư cho con em mình từ khi còn rất là nhỏ. Và Dũng thấy đây là một cái tính